Ủa giờ này có ai đứng trước nhà mình vô quê gì à? Có ai vậy? Mở cửa ra coi. Hả? Mở ra. Ừ. Ông ngoại tập thể dục. Ông ngoại tập thể dục. Ông ngoại sáng tập rồi giờ tập nữa hả ông ngoại? Cho nó lấy giữ sức khỏe chứ. Sức khỏe là trên hết. Bây giờ là mình để giữ sức khỏe thì mình. Lâu nói ủa sao ai đứng mình trước như quơ quơ tay. Quơ quơ đuổi mấy con virus. Hello, xin chào tất cả quý vị. Không ai nghe gì hết, mỗi người xin chụp một cái bài. Xin bực thêm á. Bây giờ coi lại là mình đứng ngay đó. Mình đứng ngay đó chụp hình. Xin tái ngộ với cô. Dạ, hôm nay xin chào cô ạ. Xin chào. Dọn về chỗ mới rồi. À, dọn về chỗ mới rồi hả? Ừ, chỗ mới đâu chú? Cái bên chỗ cũ. Ai đứng mình trước như quơ quơ tay. Quơ quơ đuổi mấy con virus. Cho nó tan biến hết. Cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Xua nó tan hết ha. Bà ngoại quá tốt quá. Dạ. Tập là tốt nhất. Mấy nay mưa quá cho nên tranh thủ này không có mưa, ông ngoại tập hai cử luôn à. Tập hai cử luôn, phụ lại đi bộ trong nhà hoài quá. Dạ. Mấy nay ông ngoại không dám đi bộ ngoài đường luôn. Đi vòng vòng trong nhà, cứ đi vòng vậy nè cho đủ cây số mà đếm trên cái đồng hồ thôi chứ không dám ra ngoài. Một ngày ba đi bao nhiêu bước ba? Khoảng đo theo cái đồng hồ này là khoảng 11.000 bước. Trời ơi. 11.000 bước. À, vậy là 4 năm mai á. Tiêu được khoảng gần 600 calorie. Calorie. Wow. Là ba đeo cái ai watch hả ba? Theo cái này để canh nhịp tim đập. Rồi đi bộ bước bao nhiêu, leo bao nhiêu cầu thang. Hôm bữa Gia Linh nó kêu nó leo lên trời, bước xuống trong này nó báo leo một. Chứ còn cầu thang bị ít lắm. Có bước thôi. Dạ. Bước là... Bước với lại đứng. À, trong với, này nó báo với là lại, đứng. Dạ. Tập thể dục. Với lại bao nhiêu bước trong một ngày. Như lại mà ba ngồi lâu quá nó cũng kêu nữa phải không ba? Kêu nó nói bắt đầu đứng lên đi. Đứng lên một phút đi. Cái mình đứng lố 2 phút cái nó nói tuyệt rồi. Hay ha, cái Apple Watch đó, Apple Watch thì tốt dễ sợ luôn, nhất là những người lớn mà rất là cần để nó nhắc nhở, nhiều khi mình quên á, cái nó nhắc liên tục à, nó nhắc để cho mình có sức vận khỏe, động phải vận động chứ không có ngồi yên chỗ hoài. Nhưng mà điều mình ở giờ nó không có nhắc đi tắm. Mình ở giờ nó không nhắc đi tắm. Ủa không biết mùa này nó có nhắc rửa tay không không ngoại? Nó có nhắc rửa tay nữa hay không ạ? Nó chưa tìm hiểu được con virus này. Nó kiếm mà nó không có thấy. Hy vọng là nó sẽ tìm kiếm được. Dạ. Hôm nay là Easter nè. Hy vọng qua ngày lễ Easter này là bắt đầu là mọi việc hồi sinh ha. Cái gì cũng sẽ tìm ra được hết. Hồi sinh mà hoa lá cây cành đều hồi sinh mà nở rộ hết rồi. Tháng này là cái tháng mà bông hoa là đẹp nhất á. Để ngày mai nói bà ngoại ha, nói mẹ đó. Mẹ ra mẹ chỉ cây hoa đồ á, mẹ cho tất cả mọi người biết hoa gì chứ không đâu biết hoa gì hết trơn mà chỉ biết thưởng thức thấy đẹp thì thích vậy thôi. Nó chạy về cứ kiếm chỗ của nó nè. Rồi nó sạc. Xong chưa Linh? Ok, trời ơi, dành của mẹ luôn. Bấm cái này cái nó xịt ra. Ồ. Cha nay nhà mình có Cinderella ha. Cô bé lò lem ha, có cô bé lò lem ha. Ồ. Cái video lên chắc người ta nói là tôi gọi là gì lợi dụng trẻ em á nha, không có đâu nha. Cái này là Linh này con thích làm hay ba mẹ bắt con làm vậy? Con thích làm. Con thích làm hả? Giỏi. Ok à. Giỏi. Con lao mỗi ngày vậy mẹ được không? Ừ. Là cái gì? Dạ. Dạ được. Dạ được. À. Ok, cho làm này bớt chơi game lại ha. Ôi, lao hết luôn kìa.
Xa xa là một cái người chăm chỉ, con ông chăm chỉ đang làm khẩu trang. Mai khẩu trang. Mai cứ mai 10 cái tặng người này, cái xong cái nhớ, cái mai thêm nữa để tặng người khác, cứ vậy mà cứ ngồi mai hoài. Dạ, trời ơi, lao hết luôn kìa. Xuất sắc. Dạ. Yeah. Nè Linh, con lao hồi đừng kêu ba đánh bóp cho con nha. Massage không nha. Massage chân nha. Không kêu massage chân đâu nha. Xuất sắc, Cinderella. Không đưa, không biết được mấy ngày đây. Nuôi 8 năm mới nhờ được nhiêu đó đó. Phải không Linh? Ừ. Xong rồi ngày mai bắt đầu rửa chén cho ba nha. Được không? Biết rửa chén không? Dạ, ai đó nhờ. À, ai chỉ con? Ba. Ba chỉ con rồi hả? À, ba cũng biết chỉ ha. Ba chỉ cái món mà ba thường xuyên làm đó để ba khỏi làm ha. Linh ơi, chút nữa con lấy mấy cái bức tranh mà con vẽ đó. Con cho ba coi nha, cho mọi người coi nha. Dạ. Đó, cái bức tranh màu vàng vàng là Linh vẽ đó. À. Nhiều lắm mà, Linh vẽ mười mấy bức. Mười mấy tấm á. A million luôn hả? Chỉ mệt chút đi xong xuống lao phòng cô ngoại. I'm wiping the coronavirus away. Ồ, chùi hết mấy con virus hả? Giỏi. Chưa không chịu ngưng. Kêu ngưng quả gì. Bộ cái môn trò chơi này thì thích rồi nha. Trời ơi, lao xong rồi ấy lại nữa, hay quá trời ơi. Are you okay? Có sao không? Đau không con? Trời ơi, tôi nghỉ quá à. Cái đoạn này có nên bỏ trong này video này. Con không muốn làm không? Hả? Ok, hôm nay để lao đây. Lao sạch quá rồi đâu còn lao gì nữa. Lao sạch hết rồi. Wow, bụi quá ha, phòng ngoại cũng bụi quá ha. Spider. Có không? Yeah. Không biết lát đâu mà ngoại thưởng cái gì đây, giỏi quá. Muốn ông ngoại thưởng con cái gì? Wow. Thưởng cái gì cho anh con? Ai làm vậy vậy? À, ngoại vô ngoại. Mẹ nói, gia đình nó, wow, giỏi quá. Gia Linh giỏi quá hả? Rồi con muốn ông bà ngoại thưởng con cái gì? Cái tiền. Tiền để làm chi? Ba mẹ ba mẹ có tiền là đi market. Đi chợ hả? Đi chợ mua gì? Đồ ăn. À, đi chợ mua đồ ăn hả? Giỏi. Trời ơi, trời này sướng quá. Đây. Ngoài đó, điệu lắm. Thấy không? Ở ngoài đường luôn, ngoài cũng đường gầm nè. Luôn. Phải ngồi đây đẹp nè. Hello, xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là tổng vệ sinh trong nhà. mùa Covid này là oxin nghỉ hết rồi. Cho nên phải làm hết mọi công việc nhà. Nói giỡn chứ ở nhà của Hồng Loan á, thì mình cũng tự làm hết. Nhưng mà cứ mỗi 3 tuần á, là Hồng Loan có kêu một cái nhóm mấy người Mexico dọn dẹp đó. Họ tới 3 người để họ dọn dẹp hết. Thì họ làm, họ clean up từng ngóc ngách nó kỹ hơn là mình làm. Dù mình mỗi ngày mình chỉ quét rồi mình lau sơ thôi, chứ mình không có làm kỹ. Thì 3 tuần họ tới hay làm lần. Mà giờ cái mùa này đâu có dám kêu người ta tới nữa. Bởi vậy bữa giờ nói là ở nhà thì rảnh rỗi, chứ sao học lo anh thấy không có rảnh gì hết trơn á. Phải lo phụ nấu cơm nước nè, trong nhà ăn nè, rồi phải lo clean up nhà cửa, rồi giặt đổi đồ rồi này nọ, rồi chưa ra thời gian để mà lên tâm sự với quý vị nữa. Cho nên thời gian mình nó cũng bận rộn dữ lắm. Vậy á nha, mà bận rộn vậy nhiều khi tốt quá anh. Ở bên New York đó, tình hình người ta căng thẳng quá đó. Giống như là nào là bệnh hoạn nè, rồi không có được đi ra ngoài, rồi không có tiền nữa, nhiều khi không có đi làm, rồi vợ chồng ở trong nhà đó, cứ đi tới đi lui rồi gây lộn. Người ta nộp đơn xin ly dị nhiều lắm luôn. Cái đó là thiệt luôn á. 3.800 vụ cãi lộn với chồng với vợ chồng. Dù đó là giải quyết cãi lộn, nhưng mà người ta đòi nộp đơn lên ly dị nhiều lắm. Thì Hồng Loan cũng mong là
chúng ta đó, tất cả chúng ta thì ai cũng biết cái thời điểm này nó rất là căng thẳng thật sự, mà nhiều khi mà không có tiền rồi không đi ra đường rồi có phải trả tiền này tiền kia tiền nọ, mà mình muốn apply mình xin cái gì nó cũng rắc rối lắm chứ nó không có đơn giản, cho nên nhiều khi mình cũng stress cũng bực bội lắm. Thì mỗi người chúng ta hãy cố gắng mình nhường nhịn nhau một chút, nếu mà hai vợ chồng cảm thấy bực bội quá thì thôi đừng có ở gần, tách nhau ra đi, ví dụ như mỗi người nơi, ví dụ người vợ ra ngoài đồ hay là người chồng bước ra ngoài ở ngoài trước nhà sau nhà vậy đó, thì vợ ở trong nhà, còn nếu mà có được phòng mà riêng biệt thì mỗi người enjoy một cái khác nhau thì nó sẽ đỡ hơn. Chúng ta phải cố gắng chứ giờ nhiều khi bực bội gây lộn nhau á, rồi nhiều khi gây nhau rồi có những cái lời lẽ mà không có đẹp á, thì nó không có tốt về sau. Thì giờ áp dụng cái biện pháp cách ly đi, cách ly người ta 6 phép mình cách ly 12 phép đi. Còn không á thì giờ quý vị cứ lên coi cái YouTube của Loan Lộc nè, xong rồi cái comment cho Loan với Lộc, cái Lộc với Loan trả lời lại quý vị giống như mình trò chuyện nhau, thì nó có lẽ nó cũng sẽ giảm bớt stress ha quý vị ha. Hy vọng là chúng ta hãy cố gắng đi, đừng có gì khi đã cái con dịch bệnh này nó đã làm cho tổn hại tinh thần mình rất nhiều, mà mình càng gây ra thêm một cái xáo trộn trong gia đình nữa thì nó đáng tiếc lắm. Ví dụ như khi dịch bệnh nó qua là nó qua, nhưng mà cái tình cảm hạnh phúc gia đình đó, mà mình để cho nó bị nứt, bị vỡ hay cái gì thì rất là tiếc trong cái thời gian này. Thì mỗi người chúng ta cố gắng một chút nha. Lộc với Loan thì không phải là gỡ rối tơ lòng, mà có thể là những cái người mà bạn, những người mà cùng vô coi cái video này đó, rất nhiều người rất là giỏi về vấn đề mà xử lý chuyện gia đình, xử lý chuyện xã hội, thì họ sẽ có một phần nào nó giúp đỡ cho mình, giống như giúp đỡ cho Lộc Loan trả lời cho quý vị. Dạ, thì vừa qua thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị cũng vô comment, rồi có nhiều cái Hồng Loan không hiểu thì cũng giải thích cho Hồng Loan được nhiều cái lắm, cho nên mình cũng ngoài cái giờ nói chuyện quý vị á, Hồng Loan lên đọc cái comment á, rồi trả lời này nọ, thì mình cũng thấy cảm thấy rất là vui trong cái thời gian này. Thì hy vọng mỗi người chúng ta sẽ có tìm được một cái niềm vui nhỏ ở bất cứ ở đâu đó để mà đừng có bị dướng vô cái vụ mà giống như bên New York mà vợ chồng gây lộn nhau mà để đưa ra ly dị, vậy thì buồn lắm. Sẽ có một ngày là Lộc với Loan sẽ đọc tên những cái quý vị ở dưới đây để mà mình tìm hiểu thêm và mình cho mọi người cùng biết đến, làm quen với nhau. Tại vì nhiều người Lộc thấy trả lời rất là hay, những cái câu hỏi và câu nói chuyện, trời, phải nói là hay lắm. Mình phải học hỏi rất là nhiều. Dạ. Dạ, bây giờ thì là 2 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4 năm 2020, cũng là cái ngày Chủ nhật Easter đó quý vị. Xin gửi đến tất cả quý vị một cái ngày Easter thật là an lành, thật là ấm áp cùng với gia đình mình. Có cái gì ăn cái đó ha. Miễn sao gia đình được ấm cúng bên nhau là vui nhất rồi. Nhớ hôm bữa Easter năm ngoái nữa là sinh nhật của Gia Linh. À. Trời ơi, tụi nhỏ nó tại nhà có một cái khoảng trống lớn đó, cái xong cái mình bỏ mấy cái trứng đó, cho tụi nhỏ đi chạy kiếm. Vui lắm. Hai năm trước thì có mời bạn học của Linh tới đó, thì lúc đó đông lắm, con nít đông lắm, cho nên Hồng Loan với Lộc nè, với anh Hiếu nè, tối trước ngày hôm đó là phải mua cả trăm cái trứng, chọn bỏ lửa, kẹo, đồ bánh, chơi kẹo đồ vô trong đó đó, rồi xong cái vui lắm, mấy em xếp hàng cái đếm 1, 2, 3 chạy, bắt đầu nó túa ra, nó chạy đi lượm trứng, đưa một cái giỏ. Dễ thương. Bỏ vô, bỏ đồ quà vô, bỏ vô giỏ vô mà kiếm. Vui lắm. Dễ thương. Dễ thương lắm. Năm nay thôi ráng ở trong nhà đó nha. Quý vị có con cái thì thôi để mấy đứa năm nhỏ sau. Là năm nay không được đi lượm trứng rồi, mỗi năm là tụi nó cũng háo hức lắm, mặc dù cái quà có chút xíu không có gì nhưng mà nó vui lắm, nhìn cái hình ảnh này đó, không biết bao giờ mới được trở lại. Dạ, và bây giờ đó là Hồng Loan xin phép được chia sẻ cái ca bệnh của người Mỹ. Quý vị mà có con em mà có con nhỏ đó thì mình cài cái phần mềm này nè, để đọc sẽ đưa cái tên cái phần mềm này dưới đây, nó gọi là screen time. Screen time là mình screen hạn time. Chế cái giờ chơi. Mình hạn chế chơi. Cái giờ chơi của con nhỏ mình đó. Mỗi lần mà nó muốn chơi thì nó phải xin phép mình.
thì nó gửi lên mình một cái tin, mình nói mình chấp nhận cho nó chơi trong vòng 15 phút, 1 tiếng hoặc là 1 ngày. Mà mình bấm lỡ 1 ngày nó mừng lắm. Lỡ hậu accident, bấm chúng cho 1 ngày cái mẹ, giờ mặt quá chí luôn. Nói nô, mẹ lỡ tay mẹ bấm thôi, nhưng mà con chỉ được chơi 15 phút. Để giảm bớt thời gian chơi đó. Bây giờ Hồng Lan xin phép thông báo về tình hình ca bệnh của Mỹ của ngày hôm nay là 557.235 người bệnh, số người chết là 21.956 và số người được chữa khỏi là 31.976. Như vậy là khoảng 28.000, khoảng 28.000 người bệnh mà từ qua nay Hồng Lan thông báo quý vị, còn số người chết đó thì là tăng lên 1.500. Ồ, cũng đỡ hơn bây giờ hôm qua, cũng đỡ rồi, đỡ hơn hôm qua, nhiều. Hôm qua là hơn 2.000 luôn á, và số người được chữa khỏi là 31.000, cũng khoảng 1.500. Nó cũng chưa được tăng nhiều ha. Có những cái ngày trước, có một số ngày á, cái chữa khỏi nó tăng nhiều ghê luôn á, nhưng mà bây giờ thì có 1.000+ thôi. À, Lộc nghe một cái tin mừng mà mình không biết là có sự thật đó không, nhưng mà mình nghe thì mình cứ tin cho nó, hy vọng nó là sự thật. Tại vì hồi xưa đó con nít ở Việt Nam hay chích trồng trái là trồng chích bên, bên tay trái đúng không, trồng trái tay hay là chân luôn, tay chân thì chích vô cái nó có một cái thẹo lòi lên đó, thì là những người đó đó theo cái thống kê người ta nói là những người đó có khả năng không khó bị lây nhiễm coronavirus. Cái trồng trái đó là ngừa lao phổi đó. Ngừa lao phổi cho nên mình có cái kháng thể mà cho cái phổi đó thì nó sẽ đỡ được rất là nhiều. Thì 10%, người ta nói là được 10% mà mình tránh được cái con vi trùng đó thì cũng có, còn hơn không hả quý vị? Như em cũng có không? Em có đây không? Có. Cái nào cũng có. Họ đây. Lập xin. Chắc cũng có, nhưng mà chắc thịt nó cũng lạnh, không thấy. Hôm nay hả? Có chân không? Chân có chứ. Chân thì nhiều thẹo lắm, không biết thẹo nào. Thì ghê. Tại nhỏ, quậy quá, đi đá banh, đi chơi nhảy xa này nọ đó. Nên chân giờ thẹo nhiều lắm, mình không biết cái nào là thẹo, cái nào là dễ thương. Trời, tốt khoe xấu che, có thẹo còn khoe nữa. Quý vị biết không, bây giờ cái tình hình mà đi đứng ở Bắc California cũng rất là căng thẳng đó quý vị. Chính phủ cũng rất là căng. Có một cái nhóm 7 người họ đi từ thành phố Fremont, họ đi qua cho tới Santa Cruz, thì họ ghé vô một cái tiệm mua đồ ăn thì đã bị phạt 1.000 đồng. Đó là bởi vì nói là cần thiết, khẩn thiết mới đi ra ngoài. Thì đi mua đồ ăn thì trong thành phố Fremont nó cũng có đồ ăn, và tại sao phải đi qua tới Santa Cruz làm vậy, là cái này là không phải là đi mua đồ ăn. Cho nên họ cũng bắt phạt rồi đó. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng khi đi ra ngoài. Ở cái khu vực Nam Cali á, thì cũng chưa có căng lắm, chỉ có ở San Diego là sau 12 giờ đêm là đi ra là bị phạt 1.000 ha. Rồi ở Riverside cũng vậy, Riverside thì cũng rất là khó đó. Và ngoài ra hiện tại bây giờ đó là ở tiểu bang Virginia đó, là chính phủ của bang Virginia đã yêu cầu là đóng cửa hết cho tới ngày 10 tháng 6 luôn. Và hiện tại bây giờ đó, ở tiểu bang California là chính phủ đã thông báo rằng là tất cả là phải ở nhà, và tiệm business là phải đóng cửa hết cho tới ngày 10 tháng 6 năm 2020. Cũng như là ở tiểu bang Nebraska là cái hôm ngày họ dời á, là hồi lúc trước là họ nói là ngày 30 tháng 4 và bây giờ là họ dời cho tới ngày 31 tháng 5 năm 2020. Coi như là cái dự đoán một tháng trước là nó chưa khả quan, cho nên tới bây giờ thì người ta phải dời thêm một thời gian nữa. Cái đó là mình dời như vậy là để bảo đảm an toàn, chứ mình nghĩ có lẽ là cũng tới cuối tháng 4 là nó sẽ khả quan hơn rồi, nhưng mà vẫn phải cách xa, vẫn giữ khoảng cách. Bởi vì khi mà nếu mà có vaccine hay là có gì đó thì cũng chưa có thể mà sử dụng hết cho tất cả mọi người. Và trong mấy ngày gần đây đó thì ở
ở bên CDC đó, họ có một cái dự định là sẽ xét nghiệm, thử nghiệm, nhưng mà là thử nghiệm kháng thể. Có nghĩa là mình coi coi người nào có được cái kháng thể mà chống được con virus đó, thì có những người tự động họ có những cái kháng thể đó. Thì nếu mà chúng ta thử mà ra được cái kháng thể tên chúng ta tốt mà không có bị cái nhiễm bệnh đó thì mình sẽ yên tâm hơn. Thì nếu mà có nhiều người được như vậy á, thì mọi thứ nó sẽ trở lại mau hơn, người ta không có lo lắng quá nữa. Có một tin vui á, mà của nước ngoài, là ông Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông năm nay là 55 tuổi, ông đã khỏi bệnh COVID-19 rồi. Thì hiện đang hồi phục. Đang hồi phục. Nhưng mà chưa có xét nghiệm là được âm tính. Ông coi như mấy ngày qua là ông phải nằm máy thở đó. Hồng Lan nghĩ chắc có lẽ lúc mà phát hiện ra bệnh, nhưng mà ông không có được nghỉ ngơi, ông vẫn phải làm việc, vẫn phải lo cho đất nước Anh. Cho nên cái tình hình bệnh của ông nó xuống một cách trầm trọng. Thì 3 ngày qua ông phải nằm máy thở, trong khi ông mới có 55 tuổi là sức khỏe cũng rất là tốt. Nhưng mà hôm nay thì nghe tin là ông đã đang dần hồi phục rồi, cũng là một điều đáng mừng. Trong khi cô vợ của ông, cô người yêu, cô bạn gái mới 32 tuổi mà đang mang thai nữa. Cũng chắc rồi lo lắng và căng thẳng lắm luôn á. Rất là căng. Rồi Lộc nghe một cái tin nữa là ở Ý, họ được bên phía Trung Quốc bán lại một số vật dụng khẩu trang, vật dụng y tế với cái giá cũng hơi cao. Mà khi mà họ phát hiện ra là những cái đồ đó là của họ, viện trợ cho Trung Quốc. Hồi lúc mà Trung Quốc nó đang tình hình dịch bệnh nó căng thẳng thì Ý họ viện trợ một cái số trang thiết bị y tế qua cho Trung Quốc. Thì bây giờ Ý đang tình hình rất là trầm trọng thì Trung Quốc bán lại cho Ý. Bán cũng gì? Những cái đồ mà Ý đã tài trợ cho Trung Quốc với cái giá cao. Bán nha quý vị, không tài trợ nha. Trời ơi, cái đáp thiệt nhiều khi nó... Mình không dám nói gì, nhưng mà mình để cho mọi người tự suy nghĩ thôi. Và mới đây thôi là... và hôm bữa mình có nghe tin là lúc mà Vũ Hán mới mở cửa thì nó chuyển một số trang thiết bị qua Úc. Và mới hồi tối ngày hôm qua đó là nghe có news nói là 800.000 cái khẩu trang là... không có đủ tiêu chuẩn. Thấy chưa? Tại sao mà tới giờ này mà vẫn còn mua của Trung Quốc nữa? Không mua thì không có chỗ nào bán. Tại vì Trung Quốc nó nói là trên thế giới chỉ có nó có thôi. Nè, để Hồng Loan đọc cho quý vị cái tin này. Trung Quốc đã bán được gần 4 tỷ khẩu trang cho nước ngoài trong tháng vừa qua và kiếm được 1,4 tỷ đô la. Nó bán, nó kiếm được một số tiền rất là lớn, mà vì sao không làm những cái đồ tốt để mà bán cho cứu người, mà nó cứ sản xuất ra những cái thứ mà để hại người không? Lúc nào cũng gian manh hết trơn. Hải quan tiết lộ cho biết Trung Quốc đã xuất khẩu 3,8 triệu khẩu trang, 37,5 triệu thiết bị bảo hộ cá nhân, 16.000 máy thở và 2,84 triệu dụng cụ thử nghiệm kể từ ngày 1 tháng 3. Và tổng cộng là nó đã thu nhập được 1,4 tỷ đô. Và mới vừa đây thôi là ở bên Phần Lan đó cũng đã nhận được 2 triệu cái khẩu trang y tế và 230.000 cái mặt nạ chống độc mua từ Trung Quốc, là cũng là đồ dởm nữa. Cái đó là người ta đã giống như người ta đã mua nó từ mấy tuần trước rồi, thì đến khi nhận hàng kiểm tra thì mới biết là chắc tới thời điểm này là coi như cả thế giới là thấy được rõ ràng cái bộ mặt của Trung Quốc hết. Hồng Loan hôm qua coi một cái clip mà cái nó bị kỳ thị á quý vị. Hồng Loan nghĩ là cái cửa hàng này là người Trung Quốc, tại vì coi là thấy cái cô người Mỹ này, Mỹ hay Canada vậy đó, nhưng mà cổ dữ quá. Cô la cái bà già bà đứng bán hàng, một cái người lớn mà cô chửi xối xả luôn. Rồi á, kêu một cái người khác ra, thì một cái người kia ra thì biết nói tiếng Mỹ được một chút thì còn đỡ. Còn cái bà kia bà nói, mà bà chửi bà nói mày đừng có nói cái tiếng mà Trung Quốc, tiếng Mỹ mà lai Trung Quốc gì đó. Bà chửi rồi bà đòi kêu manager, bà làm tùm lum hết. Mà mình nhìn mình biết người đó là người Trung Quốc. Mà Hồng Loan coi, thật sự Hồng Loan khóc luôn á.
làm mình thấy cái sự đối thị, cái sự đối xử mà miệt thị, kỳ thị với nhau, thì những cái người đó, đất nước của họ làm cho họ bị như vậy. Cái đất nước nào cũng vậy, có người tốt và có người xấu. Có những người họ đâu có muốn chuyện này đâu, mà họ vẫn bị. Mà coi thấy thương cái bà già đó quá. Đó rồi, người Việt Nam của mình mở cái nhà hàng đó. Cái một cái bà Mỹ, bà đi ngang, bà chỉ xỏ, bà chửi. Mày cút đi ra khỏi cái chỗ này đi, mày đừng có ở đây nữa. Một cái nhà hàng mà để là Việt Nam Bistro đàng hoàng. Thì bà mới nói là tôi là Việt Nam, tôi không phải là Trung Quốc. Bà nói là cái bà kia, bà cũng chửi, bà nói ý như là cái tụi bay mà tụi da vàng, tụi bay là nó coi như là giống như nhau. Tại vì thật sự người Trung Quốc họ cũng có những người rất là tốt, những người ấy, nhưng mà tại vì cái đất nước cái đã làm cho con, đã làm cho mình ghét đất, một con người, chứ không phải là con mình ghét người Trung Quốc, không có ai ghét người Trung Quốc. Đi ra mình thấy mình cũng ghét nữa, mình thấy người Trung Quốc mình cũng ghét, mà sao mình nghĩ ủa, cũng có người dày người khác chứ đâu phải ai cũng là người không tốt đâu. Nhưng mà phần lớn đa số là họ bị là coi cái đồng tiền nó hơn cái sức khỏe, cái mạng sống của con người. Với lại cái đời sống của họ quen rồi. Hồi đó giờ họ xử sự như quen rồi. Chẳng hạn như Lộc với Loan đi vô một cái shopping mall đi, thì Lộc mới vừa mở cửa ra để Loan đẩy Gia Linh đi, tại Gia Linh ngồi chiếc xe troller của em bé nó đẩy vô, thì mình mới mở cửa ra, một đám người Trung Quốc, là mình nghe là mình biết người Trung Quốc mới qua liền, chạy vô ào vô, giống như mình mở cửa sẵn cho họ, không một lời cảm ơn. Mà họ rất là bất lịch sự, mình... họ nói chuyện lớn, họ lớn. Đi, họ quên quen, họ nói chuyện lớn, rồi họ đi vô, đi thẳng vô vậy đó. Không một tiếng cảm ơn. Trong khi nhiều khi Loan đẩy Gia Linh đi tới cái cửa, một cái thằng bé nhỏ thôi, một thằng bé nhỏ, người Mỹ hoặc là người Việt Nam nhỏ, lại mở cái cửa mời mình đi vô. Một đứa nhỏ thôi. Đó. Cái văn hóa nó quá tệ luôn, nó làm cho con người nó tệ theo. Vì vậy nên mình nhận được một cái tin mừng là Nhật Bản đã bỏ ra 2.2 tỷ đô la để mà kêu gọi tất cả các công ty đang làm ở Trung Quốc rút về nước hoặc là đi ra những nước khác, thì chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ cho những cái công ty đó. Và Hồng Loan cũng mong rằng nước Mỹ trong một thời gian rất gần sẽ làm điều đó. Bởi vậy thật sự một phần cũng là lỗi của nước Mỹ, tất cả những cái công ty lớn đem qua Trung Quốc hết. Đó, bây giờ thiếu thốn đồ, một phần cũng là do sản xuất ở Trung Quốc. Bây giờ muốn làm cũng không có làm được. Tất cả thiếu thốn hết. Thì bây giờ cầu mong là chuyển về Mỹ làm cho người Mỹ có việc làm. Hoặc là đi những nước khác, những cái nước mà người ta làm việc, người ta có uy tín, có cái uy tín, người ta có cái tâm. Chứ không phải mà làm mà chỉ lấy cái đồng tiền đó. Rồi làm như vậy nâng cái nền kinh tế của nó cao lên để chi nó thao túng hết cả thế giới. Đúng là nó thao túng thế giới chứ. Bây giờ nó bây giờ nghỉ ngang coi, nó bây giờ tôi không làm nữa, thế giới phải quỳ lạy nó không? Tại vì hiện tại tất cả các vật dụng, tất cả các thiết bị đều là made in China hết. Nó mà ngưng cái thế giới khóc á. Nhưng mà bây giờ sau cái cuộc này thì mọi người đã thức tỉnh rồi, giống như là một cái sự gọi là gì, sợ hãi quá rồi, họ giờ sẽ thức tỉnh. Bây giờ là bừng tỉnh thì rồi sau này thì hy vọng tất cả các nước trên thế giới phải xem xét lại cái việc là có nên làm ăn chung với cái tụi nó hay là không. Thì bây giờ là tất cả các nước đồng minh của Mỹ là hiện tại giờ họ đã có những quyết định rồi, nhưng mà họ chỉ đợi cho hết dịch rồi họ mới cũng như nước Mỹ mình là giờ những các công ty đang bây giờ phải cố gắng làm được cái gì, thay đổi được cái gì thì làm cái đó, giống như làm xe hơi thì làm máy thở, rồi những công ty may thì họ chuyển qua may khẩu trang, họ làm những cái trang thiết bị y tế. Thì cũng hy vọng là một thời gian sau là không có cần tới cái những cái công ty ở bên tụi Trung Quốc nó làm nữa. Hôm bữa Hồng Loan có nói cái vấn đề ở New York cũng căng thẳng về chỗ ở cho bác sĩ đó, thì
bây giờ là 80% những cái hotel của hệ thống Marriott Hotel đó là họ dành cho y tá bác sĩ để mà ở trong cái thời gian đó. Thì ngoài ra đó thì chính phủ cũng cho những cái người mà homeless họ vô đó họ ở luôn. Họ vô trong cái hotel đó ở để mà giữ sạch sẽ. Chứ homeless ở đây ở ngoài đường phố thì bệnh dịch nó càng lây lan nữa. Và khi mà họ vô đó họ ở thì cũng giữ khoảng cách cách xa nhau, cứ 2 mét vậy đó, không có được va chạm, không có được gần nhau. Như vậy thì hy vọng là tình hình nó sẽ giảm bớt căng thẳng và bệnh nó bớt lây lan hơn. Có một cái người đang đi bộ trong khu phố của Hồng Loan mà bịt coi như là kính mít luôn. đi cách xa bao nhiêu thứ. Chắc ăn đi. Chia sẻ với quý vị một cái hình ảnh mà khi mà người bệnh nhân được chữa khỏi mà đẩy ra khỏi bệnh viện đó. Rồi đây là chia ảnh chia sẻ cái niềm hạnh phúc mà với quý vị ha. Quá hạnh phúc ha. Rồi. Cái này hạnh phúc, không những hạnh phúc cho người bệnh nhân, hạnh phúc nhất là ai biết không nhỉ, là bác sĩ, y tá. Thật sự đó, có một ông cha ở bên Houston đó quý vị, thì lúc trước là ông học trường UCLA, thì ông hiện tại bây giờ là ông đã qua tới New York để mà giúp đỡ, tình nguyện để mà giúp cho một cái bệnh viện. Thì trách nhiệm của ông bây giờ đó là đưa cái FaceTime cho người bệnh và gia đình khi mà bác sĩ thấy là người đó không có còn cơ hội nữa, coi như là nói lời cuối cùng với gia đình đó. Thì nói lời cuối cùng là chỉ nói qua điện thoại thôi, người thân đứng ở bên ngoài nhưng mà cũng chỉ được nói với nhau qua điện thoại thôi quý vị. Thì cha nói là cái công việc của cha nó quá là đau lòng luôn. Nhưng mà cha cũng mừng là cha là cái người có thể đem đến được cho họ một cái giống như là một cái chút gì đó để lần mà cuối cùng. Lần cuối cùng trong đời có thể nhìn thấy mặt nhau. Thôi mình không chuyển. Không nói chuyện buồn nữa, hôm nay Easter là phải vui. Có cái này nè, hôm nay Gia Linh nó có coi cái này nè, mà nó hỏi là nói ba làm cho con được không? Có nghĩa là hồi mà mùa đông đó thì Linh nó thích đi trượt tuyết lắm, hồi bữa cho đi lần giờ thích quá. Thì nhà người Mỹ người ta tự ở nhà người ta làm nè quý vị. Đó cũng làm cái đồng độc kéo lên xong rồi bắt đầu từ trên đó nó trượt tuyết lên, nó trượt xuống. Coi nhìn ông cha, nhìn ông già thấy thương lắm, ông kéo cái dây này, ông kéo nhỏ lên vậy nè. Đó. Rồi xong cái nó lên được đó, cái nó trượt xuống. Kéo bằng tay hả? Kéo bằng tay. Chứ giờ đâu có thì đi nắm kéo thấy mòn luôn đó. Ở chỗ mà trượt tuyết là họ có cái máy đồng độc, họ tự động nó kéo đi thôi. Còn này kéo bằng tay hơi mệt, hơi nặng. Thì Gia Linh nó request thôi, chắc ba phải nên làm này để cho ba ốm bớt. Có người lên nói mới coi mấy cái video trước thấy anh Lộc ốm. Nhưng mà cái video hôm nay thấy anh Lộc tròn quá. Thì có lẽ là tại vì Loan với Hiếu nấu đồ ăn ngon quá hay sao á, ăn hoài. Mà không, thật sự là không biết tại sao. Lộc cũng ăn ít lắm, Lộc ăn như Loan vậy đó. Mà không biết tại sao mà nó thiệt. Dù mỗi bữa cơm ăn có chén cơm, xong rồi thêm chừng chút xíu mà nói một chén cơm, nhưng thật sự là nó là nửa chén cơm bình thường nha quý vị. Cơm bên Mỹ cái muỗng chút xíu à, cái chén nhỏ xíu à, múc một cái giống như nửa chén cơm vậy đó. Mà mà tại sao lại mập không hiểu. Hay là không cho mình ốm. Hay là hai người này cố ăn cơm là... ăn cơm bình thường vậy mà bữa nào mà ăn mấy cái đồ mà múc mà riêng ra đó là trời ơi, ăn xả vàng mà kêu exercise, không bao giờ exercise hết chưa? Có hết đất. Hết đất. Nè đúng rồi, hết đất nha. Hết đất xong rồi cái vừa mới nằm xuống, mới vừa hết đất cái Gia Linh nó phóng lên người nó ngồi, cái hết được hai cái thế xỉu này cho quý vị coi. Gia Linh quậy lắm. Ba nó mà tập thể dục cái, trời ơi exercise hả, mập quá mà exercise gì. Nói về social distance á, thì có cái hình này cũng vui lắm. Cái người này họ mua mấy cái loại
cái ống mà để cho nít mà bơi á, ống nó dài dài đủ màu đó, cái họ gắn lên đầu đúng 6 feet vậy đó. Đi xem vòng vậy nè, không ai được đi vào trong cái phạm vi của ổng á đó. Chắc ăn của gì hả? À, hôm qua Hồng Loan có nói cái vấn đề mà để nấu lẩu tôm á, nhưng mà chưa có đi chợ được quý vị ơi, để tuần sau đi ha. Tuần sau thì khoảng thứ ba, thứ tư Hồng Loan mới đi chợ rồi xong rồi về mình nấu món đó ha. Rồi xong thì mọi người mà nấu được á, mọi người phải lên chia sẻ cho Hồng Loan biết là nó ngon không nha. Với lại quý vị ơi, giúp cho Lộc với Loan, nếu mà quý vị có những món cách nấu ăn nào mà ngon á, quý vị viết xuống đây, comment dưới đây để Lộc với Loan học hỏi để làm cho quý vị, hay làm thử cho quý vị coi phải đúng không? Gợi ý cái Hồng Loan học làm thử ha. Ok, chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị ngày Easter thật là vui vẻ, thật là ấm cúng nha. Ngày mai mình sẽ nói chuyện với nhau nữa ha. Bye.